Ok, tiếp tục xuất đi hàng VIP ra để hôm nay em sẽ lên cái bát màu em Natina cổ. Natina cổ. Đây. Máy hẹn đó là gì? SR gạch ngang SH10A. Em số 9. Nó nhìn tổng quan từ trên xuống đây. Con này nó chỉ có màu thời gian thôi, chứ bên ngoài cũng chẳng có sức sắc vỡ vát gì hết. Thế này. Em này đời hơi sâu, đời 2014. Các nhìn này. Đời 2014, nhiệt độ sôi cao nhất của nó là 172 độ C. Đấy, công suất của nó là gì? 1210 W là 100 V. Các nhìn này. Đây, nó thấy bên trong em ở đây. Cực kỳ là xịn xò luôn, con này. Con này là cái gioăng của nó, em đánh giá con này rất đẹp. Gioăng của nó ok. Rồi ok, chẳng qua em chưa vệ sinh rồi. Lau cái là gioăng này vẫn là mới. Đây là hệ thống bù ẩm đây. Cốc bù ẩm. Con này nó cổ này, cái cốc bù ẩm nó hơi ngang. Nó hơi bị ngang. Đây các bác nhìn lòng ngồi em đây. Xong đây. Xong con này cực kỳ đẹp luôn, xong 2 tầng. Cực kỳ là xịn sò, xong con này nó tầm 95% đấy các bác nhìn này, nhìn kỹ này, không có một vết gì luôn. Sao cũng không có. Không có bong méo gì hết. Đây xong 2 tầng 2 đáy này. Các nhìn. Con này nó là bẩn thôi các bác, về lau qua là sạch rồi. Đấy, đây là mặt lốc này. Cái này càng lau thì càng sáng. Đây, tổng quan bên ngoài em đây. Đây các phim chức năng này mới có. Này, đây là nấu lượng gạo này. Đấy. Lượng gạo. Chọn gạo. Không hoa. Đây. Đây. Các chế độ này. Con này có chế độ ủ ấm, ủ này nó có chế độ ủ, ủ vừa, nhiệt độ vừa này. Được chưa? Đây. Tắt này. Đầu nấu này. Hẹn giờ này. Có hai mức hẹn giờ này, 1 và 2 này. Ủ ấm này. Đây là gì? Đây là ủ ấm này, nhưng cho này không có cơm, nó không ủ. Thì em này thì em đang để với giá cho các bác là 2.100.000. Thế thôi. Bác nào mà ở khu vực bác nào yêu thích em mua thì cứ alo cho em. Số điện thoại là 0983 39755. Không, bác nào mà trong khu vực Hà Nội ấy, nội thành Hà Nội thì các bác sang trận nhà em xem cũng được. Các bác đến chân cầu Thăng Long bác alo cho em cái là em ra đón chân cầu Thăng Long phía Phạm Văn Đồng ấy. Em chào các bác nha.